Dạ vâng, ngày hôm nay thì em biết được Trâm lại có một con xe cỏ và đời của nó thì cũng không phải là thấp quá các bác nhá. Giá tiền của chiếc xe này thì bên em đang bán là chỉ có là hơn 100 triệu đồng thôi này con này. Và đây là khu vực mà lộ thất bên trong của chiếc xe mà em muốn giới thiệu cho các bác mình xem trước. Đấy, lộ thất của xe thì các bác thấy là rất là sáng đúng không ạ? Rất sáng đẹp luôn, nó không có vấn đề gì các bác nhá. Lộ thất của xe là không bị rách, không bị xấu, không bị nhàu mà nó còn rất là sáng đẹp như thế này các bác này. Từ những cái vị trí khu vực khóa cánh cửa, những phần tắc đi cánh cửa các bác nhìn nhá. Nhiều con những vị trí này nó ố rồi. Đấy, nó xỉn màu, nó vàng hết rồi. Con này của em có thấy là vẫn còn đẹp. Thậm chí lý này nhá, lý nó cũng chưa bị sứt rách, chưa bị làm sao cả các bác này. Đấy. Lý theo xe nha, bốn cánh của nó vẫn còn được đẹp như này. Chỗ này sơn vân gỗ, ở vị trí kia cũng sơn vân gỗ và cũng đã có một cái màn hình Android. À không phải, màn hình này không phải màn hình Android các bác nhá. Đấy, em nhìn xa tưởng màn hình Android nhưng không phải đâu. Màn hình thường thôi. Dạ vâng. Chìa khóa của xe đây. Có khóa khiển đồng hoàng đầy đủ đây. Các bác nhìn xem nhá, cái vô lăng của chiếc xe vẫn còn đẹp đây này. Do cầm nắm và sử dụng ít mà cho nên là vô lăng của xe vẫn còn đẹp nhá. Lái rất là chuẩn luôn. Côn số lái của xe bên em đã kiểm tra rồi. Côn số lái của xe rất là chuẩn nhá, rất là nhẹ nhàng. Cái phần tắp ni, tắp nô của xe đều là chất liệu da. Đấy. Da của xe vẫn còn rất là đẹp đây các bác này. Cái độ đẹp, độ mới, cái độ tươi của phần da, cái độ nhựa các bác nhìn xem. Con này nó vẫn còn đẹp như là em tưởng tượng là như những cái con xe mà nó đời 2010 mấy đấy ạ. Con này là Lacetti 2009, số sàn máy 1.6 các bác nhá. Đây biển 17. Ngoài cái độ đẹp của chiếc xe ra thì em lại thấy được là chiếc xe này có một cái ưu điểm ưu thế, đấy là cái biển số nó các bác này. Đấy, biển Tiến và biển rất là dễ nhớ, biển đẹp luôn đúng không ạ? Tổng thành chiếc xe em thấy còn khá là cứng các bác nhá. Từ đây các bác nhìn xem, cặp đèn pha này rất trong, rất là sáng luôn. Mặt nạ ga lăng của xe đây. Ốp lốc rất sáng bóng, sơn xi thì mượt, sơn xi của xe thì đẹp thôi. Có thiết kế na răng đúc đồng hoàng. Đây, rồi em di chuyển sang bên đây nhá. Hơn 100 triệu đồng thôi các bác ạ. Các bác mình mua chiếc này về đi thay xe máy thì quá ok, chuẩn bài luôn. Mẫu xe sedan 2 đầu, 5 chỗ, xe không liên hạn sử dụng, mình dùng mãi mãi, dùng liên tục hết đời luôn các bác nhá, hết đời các bác luôn. Xe không hết đời đâu nhưng mà người thì hết đời, nhưng xe này không bao giờ hết đời các bác nhá. Vì nó là xe 5 chỗ mà, nó xe con mà. Để các bác xem cho em về cái độ đẹp của chiếc xe nhá. Các bác nhìn này. Đấy, những con bu lông, những con vít của xe nó còn sáng rực như này các bác này. Đấy, những cái phần cánh cửa của chiếc xe các bác nhìn này, keo chỉ nó vẫn còn nhá. Đấy, xe bên em bán là không có lỗi đâu. Bên em đảm bảo cho các bác là xe không lỗi tai nạn, đục đục gì nhá. Đây là phần lòng trong vách cửa, những con bu lông, ống vít của xe rất sáng này. Những phần tắp đi cánh cửa xe nó còn đây các bác nhìn xem. Ok, đẹp mắt luôn này các bác nhìn này. Để bấm cái điện lên xuống và mầm luôn. Nhẹ nhàng nhá. Đây công tắc mở cốp này, loa các bác nhá. Chỗ này cũng đã được dán để tránh xước cho cái vị trí nhựa của chiếc xe. Đấy, các bác nhìn này, đẹp chưa? Hơn 100 triệu đồng mà được như vậy nhá. Bộ ghế da của xe đây. Ghế da mới tinh đúng không ạ? Táp lô của xe đây. Rất là rực xe luôn đúng không ạ? Côn số lái xe nhẹ nhàng. Côn vỏ xe là không bị bả mặt tít các bác nhá. Cửa đóng mở nhẹ, êm. Vâng. Và đây là phần cánh cửa của xe nữa. Em mời các bác xem. Đây các bác nhìn này. Sự rất là đẹp mắt cho một chiếc xe với số tiền các bác bỏ ra nó là không nhiều. Hơn trăm thôi các bác ạ, hơn trăm thôi. Không nhiều đâu. Quá ít ỏi cho một chiếc xe mà nó đẹp như này. Nếu xe bình thường, xe kém thì không nói làm gì cả, nhưng mà đây là chiếc xe đẹp nhá. Xe chất các bác nhá, chứ không phải xe bình thường đâu. Đấy. Nhìn biết ngay rồi đúng không? Em quay kỹ mà. Đừng nhìn chi nhỏ một, em đều quay kỹ cho mình xem mà. Giá em sẽ ghi ở tiêu đề cho các bác biết nhá. Các bác mình lên YouTube là các bác mình thấy được giá bên em thôi. YouTube là các bác mình thấy giá nhé. Là thấy giá bên em bán là chiếc xe này là bao nhiêu. Còn đây là trần nhá, trần nỉ còn rất là căng luôn này. Thường thường thì trên YouTube em đều ghi giá. Trên Facebook thì các bác mình có thể là mình nhắn tin nó tiện đúng không ạ? Facebook nhắn tin tiện hơn mà. Facebook nhắn tin và comment tiện hơn, cho nên là các bác mình hãy comment và nhắn tin để bên em báo giá, chốt giá bán cho các bác mình chiếc xe này với giá tốt hợp lý nhất các bác nhá. Trên Facebook các bác mình không nhắn tin được mà, cho nên em sẽ ghi giá ở phần trên YouTube các bác nhá. Đấy, chia sẻ và cho các bác mình biết thông tin như vậy để các bác mình ok trước khi vào việc. Đây, đây là cái mắt camera lùi, đèn hậu phía sau đây, khoang cốp to rộng bởi vì là xe sedan 2 đầu mà. Vâng,
đây là vị trí lốp nhá, lốp thì của xe này vẫn còn ok, tạm tạm vẫn chạy được một gian nữa, chưa phải thay đâu các bác nhá. Sơn xi thì nó đẹp, bóng cường bóng bật cả con rồi, các bác nhìn xem này, rất bóng bật luôn này. Bốn cánh của xe nó đều tăm tắp với nhau cả các bác này. Các bác có để ý xem nhiều con xe Lacity Việt đấy ạ, Lacity Việt những vị trí này nó bị kiểu nó xuống sắc lắm các bạn. Còn đấy, nhiều con em thấy nó rất là xuống sắc luôn. Con này của em cái sắt của nó vẫn còn là nó nhìn xem. Đẹp thật đấy các bác nhỉ. Em thấy chiếc xe này của nó là thực sự là khá là đẹp so với những cái đời 2009. Đúng là xe gia đình có khác. Dòng này các bác lưu ý cho em là nhiều con nó còn là mang ra nó chạy cả taxi dịch vụ nữa các bác nhá. Nhưng mà nếu mà chạy hay không chạy các bác cứ nhìn cho em hình thức biết ngay. Cái xe nó chạy nhiều, nó già xe nhìn nó kém, nhìn nó không vào mắt tí nào đâu các bạn. Những con xe mà nó chạy taxi này. Còn những con xe mà nó là xe gia đình các bác nhìn xem nó khác hẳn luôn. Có sự khác biệt rất là lớn về cái hình thức đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn xem những con bu lông, con vít của xe còn sáng thế này cơ mà, đúng không ạ? Tiếp quay máy các bác xem nhá. Máy lổ thì sự với bác, nếu bác nào mà đứng bên cạnh không lắng tai nghe là không nghe thấy tiếng máy lổ cơ. Máy lổ êm cực kỳ êm luôn nha các bác nhá. Các bác đến xem các bác mình có thể thử và test các kiểu 36 thế luôn trên con xe này của bên em các bác nhá. Đăng kiểm tháng 3 năm 2023. Vâng, nó còn dài, chạy thoải mái. Các bác cứ bảo dưỡng cho em như là dầu mỡ, phanh pháo rồi đi đăng kiểm, thế là mình sử dụng thôi. Chi phí một con xe mà mình sử dụng đấy ạ, nó cũng không đắt hơn nhiều so với xe máy đâu các bác nhá. Đăng kiểm mỗi 1 năm thì đi đăng kiểm, ví dụ đăng kiểm 1 năm thì nó là hơn 2 triệu. Con này của em nó là xuống 6 tháng rồi thì đăng kiểm nó chỉ hết là 6 tháng hết có hơn triệu thôi. 1 năm này hơn 2 triệu các bác nhá. Đấy là thay dầu, thay mỡ, định kỳ xăng thôi. Xăng con này thì nó dao động tầm khoảng là 6 đến 7 lít trên 100 km. Nhưng mà đổi lại thì chiếc xe này đi thì là an toàn đúng không? Tránh mưa, tránh nắng, tránh rét, tránh bão rồi lại an toàn, mình chở được nhiều người nữa đúng không ạ? Bỏ tiền ra hơn 100. Còn có những con xe chỉ có mấy chục thôi nha các bác nhá. Bên em hiện tại có những con xe chỉ có mấy chục triệu luôn. Ok như vậy. Và đây nước sơn xe đây, sơn xe thì bóng bật rồi. Nói chung là xe đẹp. Không lỗi, không vấn đề gì cả nhá. Đấy, các bác nhìn xem. Bỏ vẻ sơn xi xe đẹp chưa? Gầm sàn nữa, gầm sàn ok, ok luôn. Gầm sàn đấy. Sàn xe nó ok luôn các bác nhá. Đấy là vâng. Bây giờ thì em mời các bác xem đến cái vị trí ở bên đây. Chỗ này lỗ rất em đã quay rồi. Bây giờ mời các bác xem gầm, xong là xem máy nữa, không xe nhé. Đến đó này. Máy đây, em quay máy nhé. Vâng đây, em mời các bác xem khoang máy động cơ xe. Máy khô nhá, máy khô đẹp đẹp luôn. Không có rột dầu đâu các bác nhá. Máy số thì nó rất êm, máy số cũng ngon, nói chung là ngon. Đây em đã kiểm tra test máy số rồi. Cầm vệ chạy chắc, các bác mua mẫu này về thì cứ thế đi, cứ thế dùng thôi. Không cần phải sửa, không phải đầu tư gì nữa các bác nhá. Đi luôn dùng ngay thôi đấy ạ. Vâng, video về chiếc xe Lacity 2009 số sàn máy 1.6 này, các bác thấy thì em đã quay giới thiệu cho các bác mình xem và biết thông tin đầy đủ, nhìn kỹ rồi đúng không ạ? Các bác xem thêm chỗ nào hãy liên hệ trực tiếp bên em theo 3 số Zalo nhá, để bên em gửi hình cho xe này hoặc là tất cả những mẫu xe khác theo 3 số hotline 093 858 6307 và 0389 000 555 và 0335 838 3389. 3 số hotline, 3 số bên em đang kết nối dùng Zalo các bác nhá. Alo trực tiếp để bên em tư vấn và để chốt giá cho mình đối với mẫu xe này. Bên em có đổi xe, thậm chí là đổi cả xe máy luôn. Và có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng các bác nhé. Và một những cái thông tin nữa, đấy là bên em có ship và chuyển xe tận nhà, giao xe tận nơi. Có hỗ trợ sang tên, đổi biển công chứng hoặc là công chứng ủy quyền cho mình. Không cần, nhiều bác bảo là sang tên nó tốn tiền, mất gần 10 triệu rồi thì thôi. Làm cái giấy tờ mua bán, làm công chứng cho anh đi được rồi, thế anh đi thôi. Cái con này theo em thì các bác để nguyên cái biển này nhá, làm công chứng, làm giấy tờ mua bán đi thôi, không cần sang tên làm gì, đỡ tốn tiền, mất cái biển đẹp đi đúng không ạ? Vâng, và tiếp theo thì các bác mình để muốn xem thêm, để biết thêm, để tham khảo những mẫu xe nữa của bên em thì mình hãy đăng ký nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới bên em đang lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng. Rất là nhiều video, rất nhiều xe đang lên cho các bác nhá.
Địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, đối diện với 225 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Đấy, vâng. Và video này xin được kết thúc tại đây. Hẹn lại các bác vào những chương trình video lần sau tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác đã quan tâm ủng hộ. Các bác hãy nhớ xem và đến ủng hộ bên em trong gian tới nhé. Cảm ơn toàn thể các bác rất nhiều.